nay là mùng 3 Tết. Tức là mình đi đâu? Theo dõi mình nha. Quên nói nữa, phải đeo khẩu trang cho an toàn. Vô mùa rồi. Đang ở sân bay Kulambur, Malai. Nhưng mà mình không đi Malai, mình cái này chỉ là mình quá ngang ngang ở đây thôi, rồi đi tiếp. Nhưng mới là nửa chặng đường thôi. Tiếp tục nha. Đó, bộ món ăn thường đi ăn. Cái này là món cơm gà quay mật ong. Cái này là cơm vịt quay. Để tiếp đi thêm chặng đường tiếp theo. Một món ở đây là khoảng 67 đồng đô Malai thì khoảng 100 ngàn Việt Nam đồng á cho một phần. Ăn nha. Giờ Phượng sẽ đi. Cái này là món yêu thích của Phượng. Sau khi đã tham quan Malai nhẹ nhẹ 3-4 tiếng mình bắt đầu check in vào sân bay tiếp, mình đi tiếp. Hello, hello sir, my name is Ronnie. Nice to meet you both. Bây giờ là 9 giờ rưỡi tối rồi, nguyên một ngày trời đi từ sáng đến tối mới tới được. Đây là Surabaya. Từ đây Surabaya Phượng sẽ mua tour của người bản địa. Ngày mai mình sẽ đi Romo. Là một ngày thứ hai. Là ngày thứ hai mình sẽ đi Romo. Ngày thứ ba mình sẽ đi Aichen. Đây là cái tour cực kỳ ít người biết và nó cũng rất... Nhưng mà người nước ngoài thì biết rất là nhiều nha. Nhưng mà muốn đi cái tour này là mình phải mua tour. Tại vì nó rất là khó khăn và di chuyển vào những cái giờ gọi là 12 giờ đêm, 3 giờ sáng. Cho nên tự túc chắc cũng hơi khó đi đó. Nay tài xế đang rước mình đi về khách sạn ở Romo là khoảng 2 tiếng rưỡi nữa, là 9 rưỡi 10, 12 giờ đêm mình tới được khách sạn. 3 giờ sáng ngày mai mình bắt đầu di chuyển, bắt đầu hành trình tour khám phá thiên nhiên núi lửa. Đây là xe của bác Tài. Nếu mình đi càng nhiều người thì sẽ càng được discount nhiều hơn, mà mình đi chỉ có 2 người thôi. Thì giá của tour Romo này là 215 đô một người USD. Còn xe bên đây là xe bác Tài, là xe thuận bên tay phải, giống ở Singapore. Ok, kết thúc hành trình đầu tiên của ngày hôm nay. Ngày mai, hẹn gặp các bạn ngày mai. Bây giờ là 3 giờ sáng, bắt đầu một hành trình của ngày thứ hai. Lên đỉnh núi một cách gọi là cực khổ. Trời thì tối cho nên ai cũng phải sử dụng đèn flash hết, đèn pin này nọ. Nhưng mà được một cái là bầu trời rất đẹp nha, đầy sao, cảnh sương mù lãng mạn lắm, nhưng mà không có chụp cho mấy bạn coi được. Thôi mình không đủ điều kiện. Ok, lát nữa mặt trời sáng nữa mình sẽ quay cho mấy bạn coi. Đây không phải là đỉnh Romo nha các bạn. Chặng đường xa nữa mới đến xem được miệng núi lửa. Đây chỉ là cái view xem bình minh thôi. Em sợ mọi người đang ngồi đợi nè. Coi bình minh nè. Mặt trời lên rồi mấy bạn ơi. Cảnh đẹp chưa? Quá trời người. Quá trời kìa. Biết rồi. Ok các bạn, bây giờ qua cảnh coi bình minh thì mình sẽ qua cảnh coi núi lửa với lại sương mù dày đặc. Đó. Đây là ngọn núi lửa Romo. Phía dưới là sương mù vẫn còn, bây giờ là khoảng 5-6 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian chụp hình đẹp nhất. Mấy bạn nhìn quan cảnh đó, núi non hùng vĩ tráng lệ, đẹp quá trời đẹp. Tên gọi là
bồng lai tiên cảnh đó. Không uống công thức từ 3 giờ sáng, đi xe jeep xong rồi còn đi bộ leo lên các kiểu cho đến đây. Thở như gì trời vậy. Giờ xong rồi mình xuống, mình đi tiếp đến chỗ khác đẹp hơn nữa. Càng lúc nó càng lên level đúng không? Đây mình đi xuống. Bên đây có toilet nữa nè. Bên đây không sợ. Đây là hoa để thả vô núi lửa nè, bắp nướng nè, các loại hình ảnh nè, mì gói nè. Nhiều thứ lắm. Chúng cái này là đi sao cảm thể với nó không có một chết. Lát nữa mình sẽ đi con đường nó đến núi Romo. Lên được xe đi tiếp thôi, đi cưỡi ngựa đồ, sống ảo với các bạn đồ. Đi đến nơi rồi về lại thì tụi mình thuê hai con trai rồi chồng mình trả giá là 400 ok luôn. Mình nhờ anh tour guide trả giá giùm chứ mình không trả giá đâu. Đó các bạn thấy đường không? Đó đó. Chắc chở không nha. Không có xe nào vô chỉ có ngựa thôi. Đó lên bãi ngựa xong rồi mình đi lên. Ghê ta, đừng cưỡi luôn. Bây giờ mình tới bãi ngựa. Mình sẽ bắt đầu đi bộ lên trên đó, miệng núi lửa. Thả hoa cùng. Sau đó mình xuống lại đây. Cảnh hùng vĩ luôn các bạn. Nào lỗ. Nào lỗ. 15 ngàn thôi. 50. Bó đó các bạn ơi. Hơi bị mắc nha. 50 ngàn thôi. Yeah, it's good. Muốn nào trả giá nhiêu? 50 ngàn thôi. 30. Đẹp không? Chắc nữa. Anh giờ đẹp không? Sầu không qua sầu riêng. Cái nào đẹp? Cái đó cũng đẹp, em thấy cái tròn đẹp hơn. Thank you.
chịu bớt luôn, cắt giá quá. Ba mươi, ba chục thôi. Ba chục. Ba chục vào đi đi. Lắm chịu cũng chịu được. Lên đỉnh. Lên đỉnh thôi mọi người ơi. Xong rồi bây giờ mình sẽ tiếp tiếp mục thả bông. Mình lại. Một. Quay quay cái bông luôn. Một, hai, ba. Mình lên. Mất tiêu rồi. Lên đỉnh xong rồi đến lúc xuống đỉnh. Bây giờ hai đứa mình, vợ chồng mình xuống đỉnh hả các bạn? Ok, bây giờ mình đi về lại hotel để mà ăn sáng, sau đó đi tiếp tục một hành trình khác nữa. Người ta bình thường là mỗi ngày là một khám phá một điều mới, hôm nay là khám phá 3-4-5 điều mới luôn á. Đi cho đã đúng không? Tết mà.